Chào mọi người nha. Hôm nay mình lại đi cắm câu nữa mọi người. Mình vẫn là cắm tiếp tục là mồi trùng nha. À, mình móc trước vô vô cận gì nè. Đó. Đây là hũ trùng nha. Mình cắm đây vòng vòng cặp theo cái đường cao tốc ở Cao Lãnh Vàm Cống này nha. Mình đang ở trong ngồi trong cái kinh nè. Đó. Vậy thôi để mình đi cắm, mà tối mình có thăm thì mình mở máy quay cho mọi người xem nha. Bữa nay mình đi cắm mình không có về nên là tối thăm được nha mọi người nha. Vậy thôi giấc này mình ngưng để mình đi cắm đây. Ok, giấc này 8 giờ mọi người, giấc này mình đi thăm cái nha. Mình cắm ngay chân cái đầu đập này bên một cần nè, hai cần nè. Để mình thăm cần bên đây trước thử coi. Cá chê nha mọi người nha. Kìa. Đó. Hồi sớm mình cắm nước còn nhiều lắm nha. Giấc này nước còn đang chảy ròng ra kìa. Đó, một em cá chê. Để coi cần bên đây luôn thử coi. Rồi nó quấn vô cỏ sảy hết mồi nha mọi người nha. Để một chút mình móc mồi lại. Để mình xử lý cá chê này. Phải mình ngưng mình xử lý cá chê nha mọi người nha. Tại vì mình đi có mình ên nè. Vừa quay mình quay mình không có đem theo giá nữa. Mình vừa quay mà mình vừa mà gỡ cá không được nha. Để nữa tí xíu nữa có cá nữa mình cho mọi người xem sao nha. Giờ mình ngưng để mình xử lý nó đây. Dính cá nữa mọi người. Nhưng mà con này con rupee nha. Kìa. Quậy kìa. Đó. Rupee này thấy cũng được nha. Đó. Đây cá chê nãy nè nha mọi người nha. Cái đèn mình nó hơi chá tí xíu mọi người xem thông cảm. Nè. Mình gỡ ra luôn cái phi này dễ gỡ. Rồi. Cũng không phải dễ gì lắm nha mọi người nha. Làm một mình nó hơi bất tiện là vậy đó mọi người. Rồi mình gỡ được rồi nè. Con nào mình gỡ được mình gỡ nha. Móc gài lại. Mình quay clip mình cũng không muốn câu thời gian đâu. Mình rút ngắn thôi. Rồi. Mình móc mồi vô mình đi thăm tiếp luôn. Một em cá chê nữa luôn mọi người. Chưa. Đó, mà trống mà cũng dính cá chê nữa nè nha. Tấm mà trống này dính cá khỏe hơn. Đưa vô đây gửi cho chắc ăn. Mình bụp ngạnh nó luôn. Rồi xong mình ngưng để mình gỡ nha mọi người nha. Trong đây con cá phi với con cá chê nữa nè. Ban đêm này thăm cái mình xài đèn á, đội đầu nó hơi bị chá tí nha. Mọi người xem chá thông cảm tí. Thấy liệt liệt cần nữa mọi người. Nè. Chưa biết cá gì nè, rồi cá chê luôn nha. Nè, đó. Xe cộng dây kìa. Cá này cũng đỡ đỡ nè. Đem đây cho nó chống chống một tí ra. À, một em chê nữa. Mình cũng được. Vậy thôi mình ngưng mình gỡ luôn mọi người. Để mình cắt ngạnh trước cái nè. Rồi xong gỡ mình để vô luôn, tiếp tục cá nữa luôn mọi người. Cá phi nha. Kinh này mình cắm trong khúc kinh này cá phi với cá chê, chưa thấy cá lóc nào. Đó. Cá phi kinh này thì cũng khá là nhiều luôn. Cá phi dễ gỡ, để mình gỡ ra luôn. Đó. Khá là nặng rồi đó nha mọi người. Nè. Trong đây chắc mọi người thấy không được quá. Đây nào xong hết mình mở nắp ra luôn cho mọi người xem. Giờ mình đi tiếp luôn. Dính nữa mọi người. Cá phi nữa nha.
sảy luôn hay gì, không thấy động tĩnh gì chưa, nó núp ở trong cái cục rau dừa nè. Đó, cá phi này hơi hơi to nha, à nhìn nó đẹp thấy ghê không. Đó rồi xong, mình tranh thủ cho mình giấc này mình không có câu giờ nữa mọi người, mình quay clip mình không muốn câu giờ đâu. Rồi mình tắt để mình bỏ vô mình đi tiếp nha. Đây là một em cô phi nữa luôn mọi người, kìa nằm nó dãy phơi lên trên kìa. Con kinh này cá rô phi với cá trê quá luôn nha. Đó, một hồi chắc một gọng luôn quá. Gọng mình hơi bé nha, mình mua hai cái rổ nè, mình ốp vô cái mình làm cũng khá là nặng rồi nè. Rồi mình đi tiếp luôn mọi người. Thấy dính nữa mọi người, mà chưa biết là cái con cá gì đây nè. Yeah, nó gịch lúc đọt kìa, cái đọt liệt đụng nước rồi rồi thấy rồi nha, cá chê nha. Đó, wow, cá chê này nó mập mọi người ơi. Yeah, phú quay luôn, phú quay đen mung nha. Và wow, trong đây cỏ mình khó cắt ngạnh dữ rồi nha. Kệ, cũng cố gắng mình cắt để gỡ cái nó nguy hiểm lắm. Nó dính cọng cỏ, cắt nó không chịu đứt. Rồi mình ngưng mình gỡ luôn nha mọi người nha. Dính nữa mọi người nè, cá chê nữa nha, mắt đỏ chạch luôn kìa. Wow, cá chê vàng nha mọi người nha, quá sướng luôn rồi nè. Hết biết lâu mới gặp lại cá chê vàng. Cá chê vàng là nó gặt nó bông gì nè mới cá chê gặt này nha mọi người nha. Đó, nó có bông 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 gì nè mới đúng là cá chê vàng nha. Còn mấy cá chê kia là cá chê lai nha. Không ngờ luôn, không ngờ ở kinh ở đây mà còn cá chê vàng nha. Nó nhìn con cá chê vàng nó mới đẹp làm sao đâu á. Cái này tầm khoảng 9 giờ nha mọi người nha, mình cuốn câu về luôn nè, mình mới nhổ được số cần nè. Để mình bấm ngạnh cá chê vàng này cái đó. Wow, nhìn cá chê vàng nó đã một cái luôn mọi người. Rồi, cá chê này mang trứng luôn. Về chắc mình thả hầm quá. Nhìn đã quá đã. Lấy giống lại. Cá nữa luôn mọi người. Cá chê nữa nha. Công nhận cái kinh này cá chê êm thiệt chứ. Nè. Đó. Quá đã cá chê luôn. Tiếp tục mình xử cái ngạnh nó trước cái đó. Một tay cầm máy, một tay xử lý cá nó hơi bất tiện tí xíu. Rồi. Ok, mình bắt vô rồi mình đi tiếp luôn mọi người. Nè, một gọng cá rồi nè. Bữa nay rất tiếc là chưa thấy cá lóc nào chứ. Cá nữa luôn mọi người. Cái này cá rô phi nha. Con này hơi bé bé tí nè, nhưng mà có dính là ok rồi. Rồi con dế nhảy dưới tí xíu nữa tiêu luôn. Đó, con dế kìa. Cầu mong là sẽ lội qua được tới bển nha. Đây, sớm giờ mình nhổ được nhiêu cần rồi nè. Còn cái luồng kia nó hơi bị chết mọi người. Đa số câu của mình bữa nay bị chết chân. Chúng được có ở cái kinh này không. Rồi, đi tiếp luôn mọi người. Còn kia cũng còn cái kinh mấy cái mương không à. Không có cá gì không, tại thăm vợ hồi nãy không dính nè, dính có cái kinh này bộn nè. Ok, thế là xong mọi người, mình mới vừa nhổ câu xong luôn. Mình đang còn cặp ở quốc lộ nha, xe chạy hơi ồn tí xíu mọi người xem thông cảm. Nào, bữa nay coi như là mình 80% câu bị thắt mọi người.
có một số cần mình cắm cái kinh đó, trúng cá rô phi với cá trê nha. Rô phi cá trê khá là nhiều luôn. Nè. Đó, có con trê vàng nhìn đã quá trời đã kìa. Nè. 4 5 6 5 6 cá trê gì đó nha. Đó, với một mớ cá rô phi kìa. Xe quá xe hơi ồn tí xíu, mọi người xem thông cảm nha. Nhưng mà thôi mình cũng tranh thủ về mọi người. Giờ thôi chắc có lẽ mình xin kết thúc clip này đây mọi người. Chào mọi người luôn nha. À, để mình quay cho mọi người xem, không biết thấy cầu Cao Lãnh không ạ? Nó cầu Cao Lãnh đó. Mình zoom lên cho mọi người xem cầu Cao Lãnh nha. Nè. Rồi, mình kết thúc mình về luôn nha.